Em chào các chị yêu nha. Tiếp tục với livestream ngày hôm nay của em thì lại vào xem live săn hàng giá rẻ nữa. Rất nhiều đầm đẹp các chị ơi. Đây sơ mi 199, vest cũng sale luôn các chị. Nói chung là có nhiều sale hết bao nhiêu cho mình luôn, kể cả hàng mới về hay là những cái mẫu đầm lễ size hổm giờ em đều xả kho cho các chị yêu hết nha. Rồi đầu tiên cái mẫu vàng luôn đi ha, full size giá rẻ. Em này đang có sẵn hàng cho các chị mình từ 40 cho tới là 65 kg. Chị yêu nào khoảng tầm 65 kg độ về thì bây giờ đặt hàng để em tư vấn luôn nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Mẫu đang mặc trên người em đây với mã hàng là 1458 nha. Để em chỉnh này lại xíu nè. Rồi, bây giờ em đang mặc đây mã số là 1458 nha cả nhà ơi. Chốt luôn với giá tiền trên like của em đây ha. Sale luôn trên bài like này với mức giá chỉ có là 199.000 đồng thôi nha cả nhà. Rồi, cho nó cứ đứng nghiêng nghiêng vậy ta. Để em xíu nha. Rồi. Rồi đó. Mẫu đang mặc đây chốt luôn với giá tiền là 199 ngàn nha cả nhà ơi. Chất liệu em này là vải châu tôn. Em này là sơ mi suông nha. Phong suông thì nó dễ mang lắm, nó không có kén dáng á. Hello chị Quốc Thịnh nha. Dạ cái chiều phải vào live tối. Hồi sáng giờ live con mới có hai lần vào trưa. Hồi trưa cũng có live rồi, xong giờ live tiếp nè. Xe xả kho cho mình luôn ha. Đó, đầm mới nha cả nhà. Đầm mới về cũng sao á. Em mặc đây là 1458. Cái này thì bán hổm giờ rồi, gần hết luôn rồi. Em này mà chờ là chỉ có chờ lễ size thôi, chứ giá nó quá rẻ luôn các chị. Duy nhất trên live này em sale nha, ngoài live không giảm. Ngoài live chị nào mua em vẫn chốt bình thường giá tiền là 350 nha. Ngoài live những cái live khác á cũng 350. Bây giờ đặt hàng em chốt 199.000 đồng. Rồi em ghi mã cho mình 1458 ạ, 199k. Cái chiều thể like của em mình tương tác với em nha, chấm bài cho em nè. Đó, chấm bài cho em, chia sẻ cho em ha. Em chào chị Nguyệt Hoàng luôn ạ. Chào các chị yêu nha. Rồi 199.000 đồng sơ mi suông, có size từ 40 tới 65 cân. Đây xương này các chị thấy giống em mặc không? Y chang. Nói chung là hàng em giới thiệu trên live sao á là em giao giống vậy, mình được kiểm tra. Các chị mua hàng bên em không có sợ mua lầm, tại vì em chưa có lấy tiền là em cho coi rồi ha. Mình đâu cần chuyển tiền cho em trước gì đâu. Em giao cái đầm tới, em cho coi hàng, xong rồi em mới lấy tiền. Khách ưng ý mới lấy tiền được nha. 199.000 cho em. Sơ mi suông 1458 xem 199.000 đồng. Size bao nhiêu ạ? 40-65 cân. Váy này suông thoải mái cho nên phần eo có thể lên được tầm eo 86 luôn á nha. Eo 86 độ về cho em là vừa. Đó, thả ra la suông nè. Không có cột dây eo thì nó sẽ suông rộng, mặt suông rộng cũng đẹp, hai suông rộng cũng đẹp, mà ôm eo thì cũng đẹp luôn. Em chào chị Ngọc Thúy ạ, chào các chị mới vào nha. Rồi em mặc là 1458 nha cả nhà, đầm suông, không có túi, em này may trơn. Cái màu vàng sơ mi này của em không có kèm túi nha, may suông trơn chữ A rồi khóa mặt sau thôi. Chứ đầm này thì không có túi với lại hũ không có lót luôn, một lớp là được rồi. Rồi bây giờ em qua mẫu nữa nha. Bây giờ em lên tiếp nữa nè. Còn nhiều đầm hôm nay sale xả kho lắm. Các chị cứ ở lại cái like này mình xem. Thích cái nào chốt cái đó. Sau em cũng có trưng một số mẫu á. Mình coi thích cái màu nào phía sau không. Rồi em giới thiệu cho mình nha. Váy xanh sao hả? Váy xanh sao em hỏi chị? Chị thích cái xanh ở trên tường hay là cái xanh ở dưới sào? Cái xanh ở dưới sào là cái này nè. Đây. Cái xanh ở dưới sào là xanh min. Còn xanh ở trên tường á là xanh lông công. Sơ mi xanh lông công, xanh nó mới về luôn á. Còn em mặc đây sẽ là màu xanh min. Cái chị ơi xinh giả mang luôn. Kiểu này mặc trẻ trung lắm. Rồi, mà còn có một size à. Xanh em mặc này trên sàn dưng nè. Còn có một size cuối là size M thôi. Xanh min đây. Còn có một size cuối cùng. Đẹp, giá rẻ luôn. Bình thường em bán cũng phải hơn 300. Hôm nay em chốt á, cho chị nghe giá hết hộp 159.000 đồng. Nhưng mà không còn là đủ size nữa. Chị nào đặt thì nhiều khi đặt mà không có chốt được. Cái chị ơi hôm nay em chỉ còn cho mình là size M thôi. Tiếc quá à. 1410 cho em nè. Rẻ ha, 159.000 cái váy cô tông lạnh luôn. Các chị coi em may mấy kiểu này công phu lắm luôn nha. Ghép 12 mảnh luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 mảnh phía trước. Rồi 6 mảnh phía sau y chang về luôn. Ra cái đầm của em, may cái này không là tốn bao nhiêu thời gian rồi. Đó, đẹp như vậy, 159.000 thôi cả nhà, dưới 50 cân. Chị nào trên 50 cân em không có hàng, em hết rồi. Em cũng không may nữa, đầm này em ngưng rồi các chị ơi. Tất cả các hoa văn ở đây em giới thiệu nè. Nó về có một lần hàng thôi à, hết bỏ mẫu, không may thêm. Bởi vậy chị nào thích á, chốt giò cho em nha.
Nay mình coi thấy có cái nào á, chốt liền cho em đi. Đây nè, xanh pin nè, y chang em mặc luôn đó hông. Còn size M thôi nha, 50 cân đổ về. Chị nào dưới 50 cân thì cứ bình luận ở phía dưới để em tư vấn nha. 1410, eo khoảng eo này khoảng 68 đi. Eo đầm em đang mặc 68 độ về cho em, 159.000. Rồi chị lên trần có đơn 1410 chị, mã 1410, ghi mã nha, cái nào cũng có mã hết trơn. Em mặc đúng ở đây là chỉ có lặp đi lặp lại cái mã số nè. Đó, rồi bao nhiêu tiền nè, rồi cái cách đặt hàng. Đó, chỉ có nhiêu đó thông tin em lặp đi lặp lại luôn. Mình chỉ cần nghe like của em rồi đặt hàng thôi, không cần mua tại shop. Cũ em này tại shop giá nó cao hơn, giờ mua trên like rẻ hơn nhiều, 159. Không có sai chị Chi Vũ phải không? Em chỉ còn size nhỏ thôi à, tiếc không. Đầm này suông nè, dễ thương không? Suông 12 mảnh, ở dưới nó xòe ra. Chất này đẹp lắm. Cái chất này là em hay may vest đó. Đây, nâu tây là cũng cái chất em mặc nè, vest nha. Chiếc này là phải xịn xò luôn á, cô tâm lạnh luôn. Rồi em mặc đây là một à, em đang mặc đây là 1410 nha cả nhà, nó chỉ còn có M thôi á, nên em sẽ qua nhanh ha. Cỡ 50 cân đổ về, trên nữa thì em hết. Chị nào trên nữa giờ lấy cái xanh khác đi, xanh lông công không, xanh lông công mới về không, xanh lông công thì em có nè. Đây, sơ mi xanh thì em có. Chuyến này mà thích mấy cái tông xanh thì em cũng hơi ít. Chuyến này xanh hơi ít, xanh sơ mi phía sau em mặc thử nha. Đây, xanh trơn. Nếu mà các chị thích những cái màu trơn như thế này thì em giới thiệu thêm một em đầm sơ mi. Cũng lẻ size luôn, nhưng mà lẻ một size vẫn còn được 3 size. Đây, màu xanh này của em á, xanh này đang rất là hot ngoài thị trường luôn nè. Em cũng có luôn. Trời ơi, thị trường hot là shop về cho các chị mình liền. Mà may cái sơ mi đúng xinh luôn. Đơn giản thôi mà dễ mang. Những cái kiểu nó đơn giản như vậy các chị mang không có lo nó lỗi thời á. Hai lên form nè, đẹp không? Rồi bây giờ em có size từ 50 tới 65 nha. Lẻ size mất tiêu rồi. Giờ em chỉ còn có 3 size thôi. 1468 là sơ mi của em. Em này chất liệu vải chip foam. Sơ mi em đang mang với chất liệu là vải chip foam thì em sale luôn. Sale luôn với giá tiền là 299.000 ở trên line. Rồi 3 size cuối. Shop còn 3 size cuối cùng cho các chị mình là 50 tới 65 cân. Từ 50 tới 65 cân vừa cho em form nè. Đơn giản nhẹ nhàng ha, nhưng mà vẫn sang trọng. Mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được luôn. Đây sao em đang chân nè, với em đang mặc nè, giống nhau. Giống nhau luôn ha, và em giao cho mình là cũng giống vậy luôn. Nói chung là mình coi like em mặc sao là em giao vậy, không có khác. Like sao là giao vậy, khác không lấy tiền cho coi hàng mặc. Cho coi hàng thì làm sao mà khác được cái gì, đã dám cho khách coi hàng thì chắc chắn là phải giao đúng như cái mẫu mặc rồi. 1468 là em đang mặc nha, rồi 299.000 cho em, 299.000 đồng. Chị yêu nào chưa có lên đơn sớm giúp shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. À, em mang bao nhiêu tiền vậy? Dạ 229.000 chị yêu. Ơ quên, em nhầm, 299.000 đồng nha. 299, size từ 50 cho tới là 65 cân. 3 size cuối cùng. Shop còn 3 size cuối cùng cho mình là L, XL, 2X, 50 tới 65 cân chốt cho em, dễ thương không? Xin lắm nha, mặc đi chơi đi làm gì cũng được. Kiểu như nó cái màu nó nhẹ nhàng á cả nhà, nó không có nổi quá. Thích nổi thì nãy đầu like em quất cái sơ mi màu vàng rất là nổi đúng không? Đó, còn ai thích nhẹ nhàng thì em này ha. 1468 ạ. À, không có túi nha chị Kiều, em này là xòe trơn. Sơ mi em may cái mẫu mà tay ngọc trai á, đây nè. Cái mẫu em mang nè, tay gấp lên đính kèm ngọc trai, đính sẵn luôn. Cái mà cái chị nhận hàng khi mình đặt em này, mình nhận nó cũng sẽ có ngọc trai như vậy, giống hệt em mặc vậy đó. Em này là 299 nha. Xe trơn, hai lớp nhưng mà không có túi. Chị thích có túi thì để em lên mẫu khác. Chị thích sơ mi có túi hả? Sơ mi có túi thì để em mặc cho mình coi sơ mi lụa nha. Hay là chị thích kiểu sao, trơn hay có hoa, hay là caro nè, em có caro, có chấm bi, có da beo, da rắn nữa, nhiều lắm. Mình thích cái nào đi em giới thiệu cho mình cho nó dễ. Váy này của em thì chỉ có 299.000 mà nó lẻ sai rồi. Hôm nay chị nào thích là bình luận ngay bên dưới cho em nha, mã cộng số điện thoại cho em là được ha. Rồi bây giờ em qua mẫu đi, em sẽ lên một em đầm sale đi. Rồi em lên đầm, em đầm màu à, tím tím đi. Có cái mẫu tim tím này dễ thương nè. Rồi để em coi coi nó còn mấy cái đây. Rồi em giới thiệu cho mình cái màu tim tím này, nó còn 2 size.
Mẫu này còn hai size cuối cùng, em xem 150 luôn, xả kho luôn nha. Dạ em chào chị Ngọc Thúy ạ. Chào các chị mới vào ha. Các chị mình coi like á, lâu lâu mình chấm bài cho em nha. Để nó không có bị trôi á cả nhà, không có bị trôi bài ha. Rồi em chào chị Tuyết Diễm luôn. Đây 150, 150 một cái đầm đẹp luôn. Rồi 149.000 cho em. À em mới về cái tím đằng sau nữa nè. Đây tím suông. Suông ha, suông hoa mới về nữa đây. Cái này là satin lụa. Cái vải mà mấy chị khách yêu cầu shop về. Đó em về rồi. Satin lụa đợt này có hai mẫu. Còn em mặc là von. Von thì đợt nào cũng sẽ có. Đây. Von này mặc mát, may hai lớp. Suông có kèm di eo, thích mặc suông để nguyên như thế này. Còn muốn ôm eo cột nó lại cho em. Đó, nó sẽ ra ôm eo liền, mặc hai kiểu luôn ha, hai form luôn. 150 thôi. Em còn có hai size cuối cùng thôi ha. 1420 là mẫu em mang nè, Galaxy. Còn size L, M với lại L, 50 cân đổ về cho em. 55 chứ 55 cân đổ về cho em. 149.000. Eo dưới 75 cho em ha. Đầm em mặc eo dưới 75 là cái chiều mặc vừa nha. 1420 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Chốt đơn ngày hôm nay là 150 nha. Duy nhất ở trên bài like này mới được giảm giá. Tại vì cùng cái mẫu này nhưng mà mình xem like khác hoặc là mua tại shop em đi. Như cái váy em mặc nè, mua tại shop bèo nó cũng phải 370 chứ đâu có 200 mấy, hàng trăm mấy như trên live được đâu. Bán tại shop là giá nó phải cao hơn nha. Chỉ có trên live của em là em giảm giá thôi. Nên là chị nào mà muốn mua sale á là thanh mua trên live. Thấy em live stream là vô đặt hàng liền. Còn em tắt live là không nhận đơn giá này nữa nha. Tắt live về giá cũ. Chị nào mua trễ cũng sẽ mua cái giá khác. Bây giờ đặt hàng em chốt 150 cho mình. 149k mẫu em đang mặc đây. 1420 là mẫu đầm, à mã đầm. 1420 là mã đầm nha cả nhà. Em đang mặc ha. 1420 kèm số điện thoại cho em là được nè. Shop còn hai size cuối là M và L nha cả nhà ơi. 55 cân đổ về cho em là vừa ha. Chị nào dưới 55 cân thì cứ chốt cho em. Em chào chị Ngọc Thúy nha. Chị Lê Nguyễn ơi, đầm này của em nó không có to giãn nhưng mà được cái là form nó rộng rãi thoải mái. Size L dưới 75-76. Còn chị thích những cái co giãn hay chị lộ cái suông suông mới đi. Em mới về mấy cái form suông có size to. Nó cũng không phải co giãn đâu mà tại vì nó còn đủ size hơn á. Nè, như cái sơ mi này của em nè, eo 92-93 độ. Đó, ai size to xem thử này. Nhất là những chị 70-72 cân. Hoặc là dáng mình tròn tròn, mấy cái khác không vừa. Có cái này vừa, eo 92-93 cho em sắp hết rồi. Size 2X nó chỉ còn có mười mấy cái thôi là em hết hàng luôn á, không về thêm nữa nha. Với cái này, hôm nay em mới đo cái mẫu màu tím này. Đây. Cái tím hoa to này nè, hôm nay em mới đo thì em thấy là eo của nó cũng lên được là 88 và tối đa là 90. Đó, hôm trước em chưa đo, em trừ hao luôn. Tại thà là cái chị mặc nó vừa, nó thoải mái, chưa đỡ hơn nó chật đúng không? Thì em trừ hao á là eo 86. Nhưng mà hôm nay em đo rồi, nó lên được tới 88-90 luôn. Dư sức cái chị đặt hàng luôn. Hôm giờ ai thích cái này mà không vừa, không dám mua thì hôm nay mua được nè. Hoa to phong rộng luôn, cũng phong xương rộng cho mình ha. Hay cái tím này nó lẻ sai, để em lên cái tím này đi. Cái tím này cũng xinh lắm. Hoa to nổi bật, đi tiệc, đi chơi gì cũng nổi. Em chào chị Hoàng ạ. Mẫu đang mang hả chị? 150. 149.000 đồng cho em nha. 1420 sao còn 149. Hai size là M với L nha. À, đầm xếp ly màu xi măng hả chị? Đầm xếp ly màu xi măng. Ủa em có cái nào màu xi măng ta? Em mới mặc là màu xanh. Em mới mặc là màu xanh, chị phải xi măng. Đây. Đúng hay không? Em mới mặc cái này màu xanh á. Chắc là qua điện thoại của em, cái chị nhìn nó cái màu nó bị nhạt đi phải không? Màu này là màu xanh min đó chị. Không phải màu xi măng nha. Em này là đầm suông. Đầm suông may ghép 12 mảnh. Xong rồi từ eo nó mới xòe ra. Còn trên này là nó ghép với nhau. Đây đúng không? Rồi chị Anh Hoàng đây. Em cầm lại cho mình xem. Màu này ở ngoài là tông xanh min đó chị. Dễ thương lắm. Kiểu xanh nhạt nhạt có mặt lên nhìn rất là trẻ trung luôn á, cực kỳ xinh. Nhưng mà nó còn có một size à, em này còn có một size à, không có còn size to. Chị nào size to thì không có mua được, rẻ nhưng mà không có còn size to, size M thôi, dưới 50kg, còn mỗi size cuối à. Rồi bây giờ em qua mẫu khác. Còn nếu mà chị thích zip ly thì em có sơ mi. Em có sơ mi zip ly thì có size lớn, có mẫu kia size lớn. 60kg cho anh Hoàng, mẫu đó không vừa, chị đợi em xíu đem lên cái khác cho mình. Đợi em xíu. Sau cái hoa to này nè, em sẽ lên một cái đầm zip ly nha. Nó có size lớn cho mình luôn.
L85 được luôn. Đợi em chút nha. Đầm em mặc có cỡ 2 phút à, là em qua rồi, nên là nhanh lắm. Đầm em mang hả chị? Đầm em mang cái này 250. Hoa to. Hoa to này cũng là von. Cái hoa to em mặc cũng là von luôn. 1410 hả chị Yến Vũ đây. Em mới cầm luôn nè. 159.000. 1410 là cái này 159.000 nha cả nhà ơi. 1410 159.000 đồng, chỉ còn size M dưới 50 cân cho em nha. Hết size ta rồi. Để chút đi, chị nào thích xếp ly thì đợi em xíu, em lên cái khác cho mình coi mình lựa chọn. Rồi, đầm em mặc thì là form suông von tiếp luôn, nhưng mà kiểu khác. Này em may suông kiểu khác nha. Cũng có dây eo luôn nè, cũng có cái sợi dây eo đang thắt sau nè. Thả dây này ra thì nó là form suông động bình thường. Cột lại thì nó ra form ôm, mặc hai form luôn ha, 250. Mẫu mới luôn á, em này là mới ra mắt đợt này của nhà em nè. 1431. Trên line này em sale còn 249.000. Chị nào mua? Chị nào mua trên line này em chốt 249.000 đồng luôn. Hỏng vừa chuyển vũ luôn đúng không? Có cái sơ mi này nè, xếp ly xinh lắm. Đây, màu da không có kén tuổi, không kén da gì hết. Chuẩn bị em lên á. Chị nào size lớn thì đợi em xíu nha. Em lên cái sơ mi này, nó sẽ có size hơn ha. Còn cái em đang mặc, cái em mặc full size khỏi nói. Đầm suông, được cái là form rộng luôn. Eo 90 cho em, eo 88, 90 cho em mặc được. Giá bán 250. Duy nhất trên line này thôi ha. Ngoài line em bán là 390. Chị nào mua trễ giá bán là 390. Bây giờ mua có 249.000, rẻ hơn nhiều luôn. Hoa to đã nổi rồi, mà còn có kim tuyến nữa. Có viền kim tuyến ở trên cái hoa. Đây, có viền kim tuyến trên cái hoa cho cái chị luôn. Nó càng nổi bật hơn, xoay xoay một cái là nó sáng lên liền. Đó, van hai lớp, trong đầm có kèm lót, không lo mỏng. May kèm hai túi hai bên cho các chị mình nữa nè. Hiện tại em có cho mình là 4 size mỗi đầm này luôn ha. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ bình luận bên dưới để em tư vấn và chừa hàng cho mình ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Nhanh tay đặt sớm cho em nha. Mẫu váy em đang mặc đây là 1431. Em đang mặc đây là 1431 nha cả nhà. Chị nào ưng ý thì mình bình luận phía dưới cho em. Sơ mi hả chị? Có. Sau cái này em lên, đợi em xíu. Cái này em đang mặc là màu tím nha. Dài không có ngắn đâu. Số bắp chân á. Đây. Em coi mét 6 mình thấy không? Nó dài tới bắp chân của em luôn, không ngắn tí nào. Còn ai thích ngắn hơn thì về nhà lên like cho em ha. Cũng không mất phong đồng đâu. 1431 cho chị Hạnh Thúy nè. Rồi. Chị Bình Minh ơi, đầm em mặc có size chị, có size dưới eo dưới 88 á. Eo 88 90 cho em. Nè em thả cái dây này ra nè. Thả dây ra là nó suông động nè, được không? Thả dây ra là form suông động, cột dây vô là form ôm, mặc hai kiểu. Giá bán trên line này của em bao nhiêu? 249, áp dụng cho khách nào mua trên line và chia sẻ. Khách nào không chia sẻ em bán 400, 390 là 400 rồi, không chia sẻ là 400. Mua tại shop cũng giá đó. Ngay bây giờ đặt hàng luôn, 249.000 thôi. Rồi bây giờ em lên cái đầm xếp ly nha. Đây, thích xếp ly em có cái mẫu sơ mi này nè. Em này siêu phẩm nhà em, trời ơi best seller một thời luôn. Hôm nay nó đỡ hot rồi, tại vì nó sắp hết hàng rồi. Với lại khách quen nhà em á, thì hầu như là chị nào cũng có, ai cũng có cái đầm này hết rồi. Hôm nay là có mấy chị khách mới á, chị nào mà chưa biết đó, hoặc là hổm giờ chưa có xem like của em, đây chốt liền cho em đi, còn có hai size cuối thôi. Xếp ly cái chị cho mình coi trước khi em thắt cái dây nơ này nè, là thắt dây lại mất, nó che mất cái xếp ly không thấy rõ. Đây, xếp ly cái chị thấy đều không? Từ trước nè, vòng ra sau lưng em luôn, xếp ly toàn bộ trên váy. Xòe phòng rất là đẹp luôn, và em này là chất lụa mango. Cái vải mà khách mua một lần là thích, không có nhăn, vải mặc nhẹ, mát, không nhăn nhầu hay là bay dù chảy vải gì hết trơn á. Nói chung là khi mà các chị mặc cái váy này là mình thích nó liền luôn á. Lần đầu tiên thôi các chị mặc nó thử vô người thôi là cũng đã thích mê rồi. Vải mặc rất là mát luôn á. Trời đất ơi, để xúc nút luôn rồi, đợi em xíu nha. Rồi, chị nào thích mẫu này của em thì bình luận bên dưới cho em nha cả nhà ơi. Em đang mặc đây mã số là 14. Em đang mặc đây là 1460 nha cả nhà, còn hai size cuối cùng. 1460 em còn hai size cuối nha. XL với lại 2X.
hai size cuối cùng không về thêm nữa luôn. Hết em bỏ mẫu. Đó, thích là phải chốt liền cho em nha. Hết là em bỏ mẫu đó. Bây giờ ưng là chút sớm cho em đi. Đây, đẹp mê hồn. Cột cái dây này lại là nó vừa. Ví dụ mặt hơi rộng á, mặt hơi rộng cột lại là nó vừa liền. Như may cho mình luôn, không cần đi chỉnh sửa bóc đầm. Xuất sắc chưa? Nhìn thôi là thấy thích đều đúng không? Màu cũng sang nữa, kiểu cũng đẹp mà màu cũng sang. Nói chung là không có chê được cái chỗ nào. Giá bán là 299.000 là bây giờ nè. Chứ còn bữa trước em vẫn bán nó 350. Tại hôm nay nó lẻ size, hôm nay nó còn hai size à. Mẹ không có may thêm. Chị Thảo Lê chốt 1460. Dạ rồi, sale trên like em là 299.000 nha. 1460 cho chị Ngọc Tuyết nè. Rồi chị nào nữa không? Đầm hoa vàng 60kg hả chị? Đầm hoa vàng trên xào em đúng không? Đây, có 60kg có. Cái váy hoa vàng này nếu mà đúng nha thì eo nó được 86 luôn chị. Đây, hoa vàng. Hoa vàng gỗ tròn em mới về. Eo đầm này size 2X 86 độ về luôn đó chị Anh Hoàng ơi, dư sức mặc được luôn cho em. Mẫu mới nè, đúng rồi đúng không? Vậy sau cái này em lên. Rồi ok, sau mẫu này em lên cái hoa vàng đó cho mình nè, cho mình xem nha. Rồi em sẽ chưng cái khác ra đi, để em chưng cái khác lên cho nó, cho nó nổi. Đó, cái này cũng hoa vàng nữa nè. Mà em này kiểu mặc hàng ngày, ngắn ngắn dễ thương. Rồi còn em mặc thì đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi đâu cũng cân được hết luôn. Xếp ly là thấy liền, thấy thích liền. Xếp ly toàn bộ trên váy, tha mặc vô là che bụng tốt. Ai có bụng là không lo bụng nha. Chị nào có bụng là yên tâm cho em luôn nè. Bầu bí còn bon cho em được nữa mà. Bụng không xi nhê gì luôn cho em hết. Xè ra đẹp như thế này, che bụng nè. Ăn gian vòng 3 nè, rồi nhìn dáng người mà nó cân đối, nó cao ráo hơn. Màu này hả chị? Không có màu khác. Sơ mi zip ly em chỉ có màu này thôi, chút đơn luôn là 299.000. Cái họa tiết này á, thì không có màu khác. Còn chị thích zip ly mà họa tiết khác luôn á, em có màu trắng. Em có cái trắng này, cũng zip ly luôn. Đây, được không? Nó khác một chút nha, cái trắng này tay ngắn hơn cái của em á. Đó, cái em mặc là tay lỡ nè, nó khác kiểu nhau, để nó về khác được. Cái trắng này em về sau, nó vẫn còn full size. Còn em mặc thì nó đã hết hàng rồi, chỉ còn hai size cuối thôi. Rồi em mang 1460 nha, xe luôn còn 299.000. 65 cân đổ về cho em nha, chị Anh Châu 1460, ok chị luôn. Rồi chị Ngọc Hoa 1460, dạ có. 67 cân có thể vừa nếu eo dưới 85. Mình đo cho em phần eo đi. Eo 84, 85 gì đó mình đặt hàng là ok ha. Rồi em qua cái trắng nha, cái trắng hoa cổ tròn mới nè. Cái trắng cổ tròn mới về của nhà em. Em này thì thôi rồi, đi đâu cũng đẹp hết á. Em này cái kiểu đẹp mà đẹp nhẹ nhàng á cả nhà. Đi chơi, đi tiệc, em nói chứ đi đâu cũng thấy xinh. Đi đâu cũng thấy xinh đấy chị yêu ơi. Chốt luôn hôm nay. Chốt luôn hôm nay với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc nha, 1483. Rồi còn hai size cuối cùng, 1483. Còn hai size cuối cùng là size XL và size 2X. À, 3 size cuối cùng, L, XL, 2X, 3 size cuối. Tương đương là 50-65 cân, 2-3 size cuối. Chị nào 50-65 cân chốt cho em cái váy này, đẹp lên form khỏi lo luôn. Xè che bụng, những cái dáng xè nhẹ như vậy nó vẫn che dáng cho các chị mình được nha. Nói chung mình cứ lựa đầm xè cho em, có bụng á thì cứ lựa đầm xè cho em thôi. Đây ôm eo cao, tại vì form đồng như em may mà có chiếc eo là đều chiếc eo cao ở trên. Dưới này xè mất tiêu rồi, che bụng mất tiêu luôn rồi. Màu trắng chị, đây màu trắng, hoa vàng vàng. Trắng hoa vàng, khóa kéo nằm sau lưng ha. Size từ 50-65, còn 3 size thôi. Em chỉ còn 3 size cuối cho các chị yêu thôi, 50-65kg, đẹp, khỏi lo luôn. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nha. Đầm này thì em may 2 lớp, không có túi. Xè trơn đơn giản, không có túi, chị nào thích cứ lên đơn cho em để em giảm giá cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. 50-65 cân cho em là vừa chị yêu ha. Eo 86, mẫu này em đo rồi. Size 2XL eo nó được là 86 luôn á. Chị nào 85, 86 thì mình cứ đặt hàng cho ở phía dưới. 1483 cộng số điện thoại. Và mã là 1483 nha chị. Mình ghi cái mã vô cho em ha. 1483, rồi. Nhanh tay nha, em giảm giá nha. Chỉ có bây giờ thôi đó, ngoài live không có giảm được đâu. Ngoài live là em sẽ bán nó lại là hơn 400. Em váy này mà ngoài live hơn 400. Hôm nay em sale cho các chị yêu chỉ có 200.
99.000. Chị Hana Nguyễn lấy 1483, rồi chị Hương Trần gọi đơn. Còn chiêu nào nữa không ạ? À? Bình luận bên dưới để em tư vấn nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị yêu nè. Để lại thông tin bên dưới cho em nha. Mã đang mặc đây là 1483 cả nhà ơi. Em có size cho mình từ 40. Từ 50 cho tới là 65 cân nha. 50 tới 65 cân cho em là vừa. Rồi bây giờ em sẽ qua một em váy khác nữa đây. Trắng hả chị? Trắng là chiếc phông. Trắng em mặc cái chất của nó là chiếc phông và em may hai lớp, không có mỏng đâu. Mặc lên là kín đáo liền, đi tiệc, đi buổi trưa, buổi ban ngày gì cũng không có là bị mỏng. Và em may nó hai lớp lận mà. Rồi bây giờ em lên mẫu khác nha. Đầm dài không em? Đây chị em đang chuẩn bị mặc luôn nè. Rồi chị trùng hợp với em quá. Em đang tính mặc luôn á. Rồi ơi. Rồi xúc dây rồi. Đợi em xíu nha. Rồi, maxi. Em có cái mẫu maxi này nè, nó cũng lẻ sai luôn rồi. Hôm nay rồi mua cái nào cũng lẻ sai hết. Và các chị để ý thấy là nó toàn là còn size lớn thôi đúng không? Đó, đa số size nhỏ lên hết trước. Nè, em váy maxi này dáng dài nè, chị coi cái hoa văn này được không? Bây giờ đầm dài em cũng hơi ít đó, em bán hết trơn rồi. Hôm nay em còn sót lại có mấy mẫu đầm dài thôi. Cái này là 1426 ạ. Em còn size XL với 2X, mẫu này cũng còn 2 size. Còn không thì dáng dài em có da beo cũng dài. Đây. Da beo cũng dáng dài luôn. Ha rồi em mặc cũng dáng dài, hai cái này xem nhau. Hai cái này là độ dài nó xem nhau nè. Còn dài nhưng mà ngắn hơn cái này chút thì đây có sơ mi đuôi cá. Sơ mi đuôi cá em mặc nó sẽ ngắn hơn cái em đang mang xíu nha. Đó, nó vẫn dài qua bắp chân của em nhưng mà ngắn hơn này. Cái này nó gần cái cổ chân của em rồi. Đây, em cao 1m60 gần cái cổ chân. 299.000 một maxi này. Chị Anh Châu 83 nè. Rồi, chị Anh Hoàng 183 luôn. Em mặc là 1426 ạ. Còn hai size cuối cùng. Tính ra là cái em này may nó tốn nhiều vải hơn đúng không? Vừa xe rộng mà vừa dài thước tha nữa. Đồng hai lớp luôn chứ, trong có kèm lắm. Mà em lấy giá ở trên like có 299.000 thôi hả? Có 299.000 thôi cả nhà ơi, chứ sớm nha. Em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình luôn. 1426 ạ. Đây là 1426. Với chất liệu là vải von Hàn. Em này von Hàn thì các chị phải nói là mê luôn á. Mặc vô nó mát mà kiểu như nó nhẹ tinh ha. Thấy em mặc nó dài với nó hai lớp vậy thôi chứ nó nhẹ lắm. Đây. Nó nhẹ tên mặc như không luôn đó cả nhà, chứ không bị nặng người hay khó chịu chút xíu nào đâu. Nếu mà không tin các chị mua thử đi nha, mua thử trải nghiệm đi coi đúng em giới thiệu không. Ai chưa có cái váy này mua thử trải nghiệm đi coi đúng như em quảng cáo hay không liền. Form rất là đẹp luôn. Để lại thông tin bên dưới cho em liền ha. 1426 cho em nha. Chỉ còn hai size cuối cùng là XL và 2X. Nó sẽ rơi vào tầm 55-65 cân nha. 55-65 cân là mình đặt cho em. 1426. 1426 cộng số điện thoại 5565 kênh lên đơn sớm để em chừa hàng chừa size giảm giá. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. À. Đầm em đang mang đây có 2 size nha cả nhà ơi, chia sẻ cho em 3 lần là có đơn nha. Chỉ còn chia sẻ bài like này cho em lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm. Đó là em chốt đơn cho mình liền ha. Giá bán trên like 299. Chị nào mua trễ 400 hơn nha, mua trễ cái đầm này là mua giá bằng đại shop á. Ở trên đây em giảm giá để mà em lấy cái lượt tương tác thôi. Cho nên chị nào có muốn mua giá rẻ thì duy nhất là chỉ có đặt ở trong cái livestream này. 1426 là maxi của em, dáng dài kèm hai túi, lót ở bên trong và khóa kéo nằm sau lưng ha. Rồi đặt sớm để em tư vấn và chừa hàng nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ bài like này em sẽ lưu lại nha các chị yêu ơi. Chị nào vô trễ mình tham khảo lại từ đầu giúp em. Và mình nhớ bấm theo dõi trang của shop để còn xem những cái bài like tiếp theo. Tại vì chỉ có trên like là em mới giảm giá thôi. Nên là các chị bấm theo dõi, khi nào em like sẽ thông báo cho mình nha. Bây giờ thì chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Chào tạm biệt các chị yêu ạ.